cho chị chân gà với lại bông nước muối. Đúng rồi, quay sơ sơ một chút. Đi dần vô nữa nha. Rồi. Không biết nó có ra không này. Em có dùng chi không mà nó đen thua luôn rồi. Cố gắng em nghe. Phần này sẽ hơi đau một xíu. Mình to rồi. Phê người thôi. Cái đầu cũng đen quá.
Đứng đen luôn á. Hồi trước có cái đầu có mấy người có bị như đây đây, nặng phê dữ sao. Mà nguyên mặt luôn á cái này. Xuống nhân bé không xuống xi mua. Đầu chết cha. Chắc bé không bầu cái chị mới đèn rồi. Em có bầu cái gì đúng không? Mà nhìn đồ đen lại đẹp 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 thì right down.